Chiều ngày 16 tháng 6, Bộ Công Thương tổ chức họp báo định kỳ quý 2 năm 2022. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại Việt Nam năm tháng đầu năm 2022. Theo đó, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại nước ta vẫn ghi kết quả đáng khích lệ trên cả ba lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, thị trường trong nước. Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 và 5 tháng năm 2022 vẫn duy trì tốc độ tăng. Hoạt động thương mại cũng như kim ngạch xuất khẩu tháng 5 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 16,7%. Đối với thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 năm 2022 tăng 22,6%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp có tốc độ tăng trưởng ở mức trên hai con số. Bên cạnh những thành tích đạt được Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho biết, trong năm tháng qua, các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất như giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, kho bãi tăng cao. Một số nhóm hàng giảm sản lượng sản xuất do nhu cầu thị trường suy giảm. Hơn nữa, các biện pháp phong tỏa ở Trung Quốc để phòng chống dịch đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Trong những tháng cuối năm, ngành công thương sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa và thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng cơ bản thiết yếu phục vụ đời sống người dân